Cặp đôi nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền và nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ là cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới nghệ thuật cải lương Việt Nam. Không chỉ giỏi ca hát, họ còn có thể diễn xuất linh hoạt với cả lĩnh vực kịch và phim ảnh qua nhiều vở diễn kinh điển như Nghêu Sợ Ốc Hến, Chiều Thu Sầu Ly Biệt, Nhất Kiếm Bá Vương, Kiếp Nào Có Yêu Nhau v.v. Đặc biệt là với nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, do chuyên trị những vai phản diện nên thường xuyên bị khán giả ném đá vì quá căm ghét nhân vật ông thủ vai. Đến nay cặp đôi nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ đã gắn bó với nghệ thuật được mấy chục năm. Với tâm huyết giữ gìn và phát triển sân khấu cải lương, họ đã trở thành biểu tượng lý tưởng trong cuộc sống mà mọi người vẫn hằng mong ước. Sau những câu chuyện buồn đến nước mắt cũng như tình nghĩa phù thề kéo dài 40 năm cuộc đời, cặp đôi này đã khiến cho khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Thanh Huệ gặp anh Thanh Điền, lúc đó là Thanh Huệ chỉ mới có 13 tuổi thôi. Trời ơi. Gặp thôi chứ chưa có biết gì hết. Mà cái cảm giác ban đầu khi mà gặp anh ấy đó, thì Thanh Huệ cảm thấy rất là ghét. Dạ. Tại vì ở ngoài thì lúc đó thì nghe đồn đó là anh có cặp với một cô cũng là diễn viên. Yeah. Nhưng mà sau đó hai người chia tay, cho nên anh ấy buồn mới quyết định bỏ về nhà tính là để... Nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Điền. Ông sinh năm 1947 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, trong một gia đình có mẹ là võ sư, còn cha là nhạc công. Thừa hưởng được hết những tài sắc từ cả cha lẫn mẹ, nên cậu bé Thanh Điền ngày đó vẫn mê mẩn và có năng khiếu trong lĩnh vực cải lương. Thế nhưng, do không muốn để con phải gánh chịu những gian khó mà mình đã trải qua, Thanh Điền bị cha mẹ cấm đoán đến với môn nghệ thuật đầy gian nan này. Thanh Điền phải giấu cha mẹ học cải lương trong sự âm thầm giữ kín. Và lúc ấy chỉ mới 13 tuổi, ông đã trốn cha mẹ đi theo những người lớn trong xóm để được nghe hát. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền nhớ lại, đêm nào tôi cũng xin đi theo những người lớn trong xóm để đi nghe hát, đến nỗi ông soát vé không hiểu vì sao mỗi đêm tôi lại xuất hiện với phụ huynh khác nhau như vậy. Khi biết được đam mê của mình, thì họ cảm thông rất nhiều. Sau những lần trốn đi xem hát thành công ấy, thì cũng đến ngày bị cha phát hiện. Ấy vậy mà những trận đòn của cha mỗi khi nhớ lại đều thấy sùn sợ, nhưng không ngăn nổi niềm đam mê đến với cải lương của cậu bé Thanh Điền năm xưa. Thì thật ra đó, thì ảnh làm đạo diễn, thì vừa làm đạo diễn vừa là trưởng đoàn, thì đương nhiên là sẽ có nhiều cái điều tai tiếng. Thì Thanh Kim Huệ cũng nghe nhưng mà mình cũng âm thầm theo dõi. Nhưng mà sự thật á, thì là rõ ràng là không có như vậy. Không phải là mình sống với nhau mà không có sóng gió, nhưng mà mình biết nghĩ lại. Mình nghĩ lại vì mình là một người nghệ sĩ, thì mình không có thích sự thay đổi. Có sóng gió gì mình cũng cố gắng để giữ. Khác với chồng mình là nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đến với sân khấu cải lương có vẻ trơn tru hơn. Với ước mơ là bác sĩ, nhưng vì hàng ngày đều được nghe hát miễn phí bởi ba cô ngày xưa cho đoàn hát thuê âm thanh, nên cô gái nhỏ ngày ấy cũng bén duyên với môn nghệ thuật cải lương. Theo lời kể của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, hồi 5-6 tuổi hễ nằm ngủ là cô nghe thấy tiếng nhạc lưng lừng ở lưng trời. Tiếng nhạc rất vui và ngân vang từ lúc cô ngủ cho tới khi thức dậy. Đến năm 12 tuổi, cô không còn được nghe tiếng nhạc đó nữa và cũng không hiểu tại sao mình lại có một giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại trong suốt 6-7 năm như vậy. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đi diễn từ rất sớm và cũng đã nhờ vào cải lương mà cô và nghệ sĩ Thanh Điền đã bén duyên với nhau. Năm đó Thanh Kim Huệ mới được 14 tuổi, kém nghệ sĩ Thanh Điền 8 tuổi. Hai người đã gặp nhau khi đi hát ở đoàn Hoa Phượng của Bầu Trung. Sau đó cả hai lại cùng tham gia đoàn Kim Trung 2. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ chia sẻ, tiếng xiết ái tình đến với ai thì đến, nhưng đối với cô thì không. Cô bật cười, lần đầu tiên gặp nhau cực kỳ ghét Thanh Điền, vì người gì mà vừa xấu, lại còn vừa chọc đầu nữa. Chưa dừng lại ở đó, cô đảo chính còn kiêu kỳ nói thêm, Thanh Điền ca không hay mà đàn nghe cũng dở, thì khó có thể làm rung động trái tim của cô gái mới lớn đang trên đỉnh cao hào quang này. Mấy cái đoạn hát mà thường người ta di chuyển bằng ghe, yeah. Cái ghe lớn lắm, gọi là chiếc chẹt, thì tới dầm cống, không biết sao cái tới đó thì cái ghe đó bị vô nước. Ở trên bờ thì bà con thấy cái ghe nó sắp sửa chìm thì người ta mới cũng ra tiếp cứu. Thì lúc đó là Huệ với má thì không có biết lội. Anh mới ra, anh mới lấy cái thùng đó anh đưa, anh kêu má là ôm cái thùng này đi. Rồi kêu Thanh Kim Huệ ôm cái thùng này đi. Rồi anh đi. Ghét nhau đến mấy cũng khó có thể thắng được cái duyên trời. Trong một lần đi diễn ở tỉnh, mọi người di chuyển duy nhất trên một chiếc chẹt, vừa chở luôn cả người, lại không may bị chìm. Hình ảnh người đàn ông xông xáo cứu giúp mọi người trong đoàn làm động lòng cô gái Thanh Kim Huệ năm đó. Năm 1975, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ chính thức nên duyên vợ chồng cùng với nghệ sĩ Thanh Điền, khi đó cô mới 19 tuổi. Đến nay, hai người đã có với nhau hai người con trai là Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1977 và con gái là Nguyễn Đức Hồng Loan sinh năm 1986.
Sân khấu cải lương đã đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền và nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đến với nhau, và cũng chính sân khấu cải lương là thuốc thử hiệu quả ngày càng gắn kết cặp vợ chồng nghệ sĩ này. Trong giai đoạn nghệ thuật cải lương còn có dấu hiệu xuống dốc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền và nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đã quyết tâm bằng mọi giá phải giữ bằng được đoàn cải lương Sài Gòn 1. Cả hai đã phải bán nhà cửa, xe cộ và những tài sản quý giá tích góp được sau một thời gian dài theo đuổi nghiệp diễn để duy trì hoạt động của đoàn hát. Ngay sau đó, để có thể yên tâm đứng vững trên sân khấu, vợ chồng Thanh Điền và Thanh Kim Huệ còn quyết định mở studio chụp ảnh ngay tại nhà riêng với phó nháy là Thanh Điền, còn cô thợ trang điểm lại là Thanh Kim Huệ. Trong vở Ngao Sọ Hến thì lần đầu tiên mà Thanh Kim Huệ mới thể hiện một cái vai lẳng lơ như vậy. Vì trước đó thì Thanh Huệ chỉ đóng những vai mùi, vai buồn buồn vậy đó. Nhưng mà khi nhận cái role tuồng này thì Thanh Huệ cũng lo lắm, không biết là mình có thể hiện được hay không. Thì sau đó thì nhờ sự phối hợp ăn ý giữa ba người, cái Thanh Kim Huệ và anh Thanh Điền cùng với anh Giang Châu. Thật ra cái cô Thị Hến này cổ lẳng lơ với ông Quan Quyện để cổ gài bẫy, chứ không phải là một cái người... Nỗ lực hết mình để duy trì sự nghiệp sân khấu cải lương, cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ cũng chẳng mấy dư giả. Những tưởng có gia đình, có con cái để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, nhưng biến cố lớn nhất đối với cặp nghệ sĩ này đã ập đến. Đó là cái chết của cô con gái mà hai người rất mực thương yêu cách đây vài năm. Con gái của nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ không may mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời, nên cú sốc ấy đã khiến cho mọi người đau khổ uất ức, thậm chí là ghét Phật. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ kể: "Tôi theo học Phật từ năm 14 tuổi, nhưng khi mất con, cảm giác đầu tiên của tôi là ghét Phật. Lúc đó tôi nghĩ mình uổng công tu quá, bao nhiêu năm tu để làm gì. Tôi chỉ cầu xin Phật cứu con gái tôi, ngày nào tôi cũng cầu xin Đức Phật như thế. Nhưng cuối cùng con gái tôi vẫn chết. Tôi đau khổ uất ức, hụt hẫng, tức tối trong lòng, không gì diễn tả nổi. Cuối cùng tôi đọc lại kinh sách, xem có chỗ nào chưa hiểu để hóa giải điều này. Dần dần tôi cũng bình tĩnh trở lại. Đức Phật nói cuộc đời vô thường, ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết, chỉ là người trước người sau, người sớm người muộn. Các thầy vẫn nói cuộc đời như một giấc mộng, vậy mình hụt hẫng, tức tối để làm gì?" Ôi trời nắng, nổi phong ba, trôi gánh sơn hà, quằn vai nặng gánh. Nào ai cứu lấy non sông, một lòng chung sức cùng ta trong gió. Cuộc sống gia đình và đời sống nghệ thuật đã đẩy cặp đôi nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ đến nhiều thời điểm sóng gió. Nhưng chính tình yêu, tình cảm gia đình và tấm lòng dành cho sân khấu, dành cho khán giả đã giúp cho mái ấm của cả hai ngày càng vững bền hơn để có thể vượt qua sóng gió. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ chia sẻ: "Ngày trước tôi quý đống tiền lắm vì mình làm cực khổ mới có. Tuy vẫn làm từ thiện nhưng trong tâm tôi vẫn bám chặt đồng tiền. Nhưng sau khi con gái mất, tôi ngộ ra tiền rất quý nhưng không phải là tất cả. Tôi bắt đầu sử dụng nhiều hơn về đống tiền của mình kiếm được để làm lợi ích cho mọi người, và sau đó tôi học được chữ buông xả thực sự." Còn với nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền thì luôn tâm niệm: "Với chúng tôi, nghệ thuật phải gắn liền với đạo lý, với cuộc sống. Vì để đứng được trong lòng khán giả là rất gian khó. Chỉ bằng đạo lý và cái nhìn chân thật mới có thể thuyết phục được họ, đặc biệt là với lớp khán giả trẻ. Đối với họ, mà những người nghệ sĩ già như chúng tôi luôn muốn bày tỏ, chia sẻ và cống hiến. Có thể nói, cặp đôi nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ trong suốt cả cuộc đời, cả hai đã luôn thông cảm hiểu nhau để cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin vào nghề đã chọn. Đến hôm nay, nghệ sĩ Thanh Điền đã ngoài 70, còn nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cũng đã trải qua ngưỡng 60 mà công chúng vẫn còn dành nhiều tình cảm. Sau biết bao thăng trầm sâu bể, nghề vẫn chín, đam mê vẫn cháy bỏng và may mắn chưa khi nào chán nhau cả."